chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay 26 tháng 2 thì thời tiết ở miền Bắc vẫn chưa có nhiều thay đổi. Một lớp mây khá dày kèm theo mưa rải rác bao phủ hầu khắp các tỉnh thành ở khu vực phía đông của dãy Hoàng Liên Sơn. Còn ở bên khu vực phía tây thì trưa chiều mây giảm và trời có nắng nhiều hơn. Chính vì thế mà nhiệt độ không có điều kiện tăng nhanh so với những ngày vừa qua. Vào lúc 13 giờ trưa nay, nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh Trung Du và ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, chỉ ở mức là từ 18 cho tới 20 độ, trời rét kéo dài sang ngày thứ 5 liên tiếp ở tại đây. Dự báo là trong đêm nay và sáng ngày mai, do chịu ảnh hưởng của rìa đông nam của khối không khí lạnh suy yếu và biến tính, với hoạt động của đới gió đông nam có cường độ yếu, nên ở các tỉnh thành ở phía Đông Bắc Bộ bao gồm cả thủ đô Hà Nội, trời còn nhiều mây, độ ẩm không khí cao, có sương mù và mưa nhỏ cùng với nền nhiệt độ ở dưới ngưỡng 20 độ, trời tiếp tục rét vào thời điểm này. Đến trưa chiều thì trời khô ráo và nhiệt độ tăng dần, cảm giác ấm áp hơn khi nhiệt độ cao nhất ngày mai dao động ở khoảng là từ 23 cho tới 25 độ, một số nơi còn xấp xỉ 26 độ. Riêng các tỉnh phía Tây Bắc như là ở tại Lai Châu, Điện Biên và phía Bắc Sơn La, ngày mai nhiệt độ cao hơn, vào trưa chiều nhiệt độ ở mức là từ 26 tới 28 độ, một vài nơi lên tới từ 29 cho tới 30 độ. Thưa quý vị, ngày mai 27 tháng 2 cũng là ngày đầu tiên diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên lần 2 được diễn ra ở tại thủ đô Hà Nội. Và thời tiết tại đây sẽ tương đối thuận lợi cho các hoạt động diễn ra khi trời chỉ có nhiều mây, có sương mù vào buổi sáng. Sau đó thì đến khoảng trưa chiều trời khô ráo, thậm chí có thể hửng nắng yếu và nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 25 cho tới 26 độ, tiết trời ấm áp hơn những ngày qua. Thời tiết tại các tỉnh phía Bắc miền Trung như là khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh khá tương đồng so với vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Tại đây trong đêm nay và sáng sớm mai trời rét nhẹ với tình trạng nhiều mây, độ ẩm không khí phổ biến đều trên 90% và sương mù xuất hiện ở nhiều nơi cùng với mưa nhỏ rải rác. Ban ngày nhiệt độ tăng dần và thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều nhiệt độ phổ biến là từ 23 tới 26 độ. Càng vào sâu phía Nam, nhiệt độ lại càng tăng lên và đến các tỉnh ở khu vực từ Bình Định cho đến Bình Thuận có thể đạt tới mức là từ 29 cho tới 32 độ. Thời tiết tạnh ráo và thuận lợi cho hoạt động thường nhật của người dân. Các tỉnh thành còn lại thuộc khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ tiếp tục là nơi có nền nhiệt độ cao nhất trên cả nước. Trong đêm nay, tại vùng cao nguyên trời vẫn còn có rét nhẹ với nhiệt độ phổ biến là ở dưới 20 độ, còn Nam Bộ thì thời tiết mát mẻ. Ban ngày trời có nắng, nhiệt độ tăng nhanh lên mức là từ 29 cho tới 32 độ, riêng ở tại Kon Tum có nơi là 33 cho đến 34 độ. Các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ thì cường độ nắng mạnh hơn nên nhiệt độ cao nhất ngày duy trì từ 32 tới 35 độ. Nắng nóng nhẹ tiếp tục xảy ra tại các tỉnh thành thuộc khu vực miền Đông của Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Thời tiết phổ biến có mưa vài nơi, gió có cường độ trung bình, phổ biến ở mức cấp 4, cấp 5. Còn khu vực phía Nam của Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa, thịnh hành là gió Đông Bắc với cường độ mạnh cấp 3, cấp 4. Thời tiết phổ biến không mưa, tầm nhìn xa thông thoáng. Như vậy, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn nhiều mây và sương mù vào đêm nay và sáng sớm mai, sau trời tạnh ráo và nhiệt độ tăng nhẹ. Trong khi đó, các khu vực còn lại thì ít mưa và nắng nhiều, nắng nóng xuất hiện cục bộ ở tại miền Đông Nam Bộ. Đến đây, bản tin thời tiết tổng hợp ngày 26 tháng 2 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!